Rồi, chào anh em nhé. Hôm nay mình lại có cái ít dao R05, R1 và R1.5. Hàng thì tuyến chọn kỹ nước rồi. Con nào mé này em bỏ ra đây. Này, bỏ ra phần nữa. Xấu dương. Nó hơi trắng trắng nó cũng bỏ ra. Nó hơi trắng trắng này em bỏ ra. Nói chung là hơi trắng, hơi bạc là bỏ ra. Vẫn còn đẹp nhưng mà vẫn phải bỏ. Đó, còn nữa những cái cây đẹp cho anh nha, thì anh em coi hàng rất là ổn nha, mài có rồi, đỡ phải mài. Tại vì mua về anh em mài có thì cũng vậy, tốt cái thời gian mài. Cái dòng này thì giá là 15.000 một cây. Đi hết nô thì là 12.000. Anh em quan tâm thì liên hệ, hàng này chạy rất là tốt nhé. Ship từ 10 đến 20 cây thì giá 15.000 một cây. Anh em quan tâm thì liên hệ 0989 821011 nhé. Và Zalo 0989 821011. Zalo này thì anh em cứ nhắn tin thôi. Mài có rất là đẹp, tiện này. Mài thoát cỏ rất là ok. Anh em về không phải mài lại nữa, dao rất là đẹp nhé. Cam kết là hàng không đẹp không bán. Hàng hơi trắng trắng này em đập ra. Đây, đập thì rất là đập hết lần nữa luôn. Hàng một số là không bán, bán là phải uy tín cho anh em. Anh em coi đây, rất là nhiều nhưng mà em không có bán. Không sao ạ. Em đập hết, nó đẹp như này nhưng em vẫn đập. Vì sao? Nó trắng là không đảm bảo là không, mình không chạy được thì anh em không chạy được. Nó đấy, nó vẫn còn nguyên này, nhưng mà nó chắc là em đập đi bán về chai chứ không có ấy. Không có để bán cho anh em mua là mình phải uy tín để anh em chạy được, thì mình cảm thấy chạy được thì anh em mới chạy được, không gửi đi gửi lại mất công, nó trả đáng bao nhiêu tiền, 100-200 nghìn, lại thêm mất mấy chục nghìn tiền cước mà gửi đi không được, gửi về không xong thì đấy, nó rất là bất tiện. Thì anh em cần giao mới cho cũ thì liên hệ nhé. Đây còn giờ 2.5 và giờ 3. Hàng rất là đẹp. Hàng này có dài. Hàng này 50.000 một cây giờ. Giờ 3, anh em cần thì liên hệ nhé. Hàng bao đẹp. Hàng cỡ này mình còn đọc đi chứ không chỉ là mấy hàng mà nó vớ vẩn. Hàng này thì siêu. Siêu lướt này. Đây em cứ yên tâm mua hàng là không có sợ. Đó, đây này, hàng rất là đẹp. 99% dao là dao đẹp, còn 1-2 cây là may ra nó có cái hiện tượng vỡ hay mẻ là ấy thôi. Đây nhá, dao rất là đẹp nhá. Đó, hàng chưa tì vết luôn, công ty Nhật chạy nên là anh em cứ yên tâm. Đó, bạn nào cần thì liên hệ hàng này. Giờ 5, giờ 6, à giờ 2.5 và giờ 3, dài 90, với lại dài 80, đó, thì anh em quan tâm thì liên hệ, giao R nhé, có cả rồng nhỏ này, đây, mấy khay này, loại nhỏ này rất nhiều. Anh chừng hết cái loại này rồi, còn những cái loại đẹp này em để lại đó, thì anh em cần là thì liên hệ nhé. Hàng đã mài có rồi, hàng đẹp mới để lại nhé, hàng xấu là em đập hết rồi, đập rất là nhiều rồi, đập phải mười mấy ký đi rồi, còn những cái này là nó tồn lại những cây đẹp thì để cho anh em
giờ 0.5, giờ 1 và giờ 1.5. Các bác quan tâm thì liên hệ. Dòng này thì 10.000 một cây, dòng nhỏ này. Từ 0.5 đến 1.5 nhé, thì anh em quan tâm loại nhỏ này thì 10.000, nhận ship từ 20 cây, dòng to là từ 1 cho đến giờ 1.5 thì là 15.000 một cây đó. Đã được mài có, em thanh trừng hết rồi nhá. Đây là cái lô này là đã thanh trừng những cái cây ấy, hôm qua nhặt đi một mớ, nay rồi ránh nhặt tiếp, thanh trừng. Tại vì cái dao này nó chỉ cần mòn trắng là anh em không thể chạy được, với lại chạy nó không ngon, nên là em bắt buộc em phải nọc cái con nào mà nó không bị trắng em đập bỏ. Đấy, em đập rất là nhiều nhá, nên là anh em cứ yên tâm, hàng đập đi đó, hàng đập đi, thằng đập đi rất là nhiều nhé. Đấy, đập không phải nói dốc, đập đi cho thà bán phế còn hơn là bán mất uy tín nhé. Đó, em đập hết. Nói chung là dao mà xấu xấu là đập hết. Như con này nó còn đẹp như thế này mà em còn đập nó trắng cái tí đầu này là em đập này. Đó, như vậy là em đập đập đi, thà là không bán nữa, đập rất là nhiều nhé. Anh em có phế liệu thì gom mình đổi trả cho, mình bán cho, mình cân cho nhé. Đó, anh em mua cán dao tận dụng 12 này, còn với các loại chip phay tiện thì rất là nhiều, nguyên chuyên rất là nhiều, hàng tuyến rất là nhiều, đẹp cho anh em mình mới bán nhé, còn xấu là mình không bán. Đây, mới set up lại toàn bộ các loại cho nó mới mẻ cho anh em mua hàng bãi và hàng mới. Còn đây hàng nhà mình mới về lại đây, 2 tháng này lại về lại đây. Đó, rất là nhiều cho anh em thao lựa chọn cũ mới, hàng mới kia. Đó, thì anh em cần thì liên hệ nhé, điện thoại là 0989821101, Zalo cần gì cơ khí trên tool tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai, chuyên tool 1 tại Biên Hòa Đồng Nai, chuyên tool 2 số 10 An Định, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh em quan tâm thì liên hệ ủng hộ nhé. Máy móc bãi vẫn rất là nhiều, quá trời linh tinh ở đây, các bác quan tâm ủng hộ. Xin hân hạnh được phục vụ tất cả các kiểu, các bạn quan tâm thì ủng hộ bên trên. Dụng cụ cắt gọt, cái tiêu đề này thì em muốn gửi đến cho anh em để tham khảo. Chip các loại đây, chip phay, chip tiện em đập hết đây, chip hạt nặng em đập hết. Đã đi lần vài tạ, nhiều quá đấy. Anh em cần quan tâm Aro, BT các loại do zin do mới thì liên hệ nhé. Dao hàng tuyến đây, anh em cần gì thì liên hệ nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, anh em xem được like và chia sẻ đừng quên đăng ký kênh ủng hộ chuyên tôi chung chuyên tôi một like một chia sẻ. Xin chào anh em, nhớ đăng ký kênh, chọn tất cả các video để có video mới thì em sẽ up lên cho anh em nhé. Xin chào.